Dạ, Linh Hoa xin kính chào quý khách. Linh Hoa hiện tại thì đang di chuyển từ ngã tư Nguyễn Củ Phú và tỉnh lộ 10, di chuyển trên cái tuyến đường tỉnh lộ 10 để giới thiệu đến quý khách một căn nhà nằm trên mặt tiền tỉnh lộ 10, nó giáp với lại ngã ba Mũi Tàu và Trần Văn Dầu và tỉnh lộ 10. Nhà mình có cái diện tích rất là đẹp, nhân 4 nhà 40m, đang cho tiệm thuốc tây thuê buôn bán với giá chỉ có 8 tỷ mốt, còn thương lượng nhà mình hướng nam. Và cái khu vực xung quanh mình buôn bán kinh doanh sầm uất đủ mọi mặt hàng hết. Cái tuyến đường tỉnh lộ 10 này thì nó nối từ cái khu vực Bùng Binh quận 6, vòng xoay Phú Lâm quận 6 chạy về thẳng ra tới Trần Văn Dầu và tỉnh lộ 10. Trên cái tuyến đường tỉnh lộ 10 thì mình có những cái con đường nhánh cực kỳ đắc địa luôn, ví dụ như đường Lê Đình Cẩn, đường Mã Lò, đường Bia Truyền Thống, rồi con đường Bình Trị Đông và cái con đường Tên Lửa nữa, khu vực Bon Chen. Nói chung là cái tuyến đường tỉnh lộ 10 này được xem là cái tuyến đường huyết mạch của khu vực quận Bình Tân, cho nên quý khách có thể thấy là lưu lượng xe cộ và mật độ dân số đây rất là đông đúc và sầm uất, lượng xe qua lại tấp nập cho đến 12 giờ khuya vẫn còn đông xe. Trên cái tuyến đường tỉnh lộ 10 này thì mọi người buôn bán kinh doanh đủ mọi mặt hàng. Quý khách có thể buôn bán kinh doanh các cái mặt hàng mình mong muốn, mở văn phòng công ty đều được hết. Nhà với diện tích tương đối đẹp, nhân 4 và tới 40m lận, với giá chỉ có 8 tỷ mốt. Cái giá này thì rất là tốt so với giá thị trường. Và hiện tại thì kênh YouTube Nhà Đất Linh Hoa là chuyên về mặt tiền của khu vực quận Bình Tân, cho nên Linh Hoa sẽ cập nhật liên tục các cái diễn biến xảy ra xung quanh căn nhà của mình, ví dụ như từ giá cho đến hồ sơ pháp lý. Có những căn nhà chủ nhà cần tiền bán gấp, hạ giá xuống thì Linh Hoa cũng cập nhật một cách cụ thể để quý khách tiện lựa cho mình một căn nhà phù hợp theo ý của mình, vị trí đẹp, giá tốt và phù hợp với tài chính của mình nhé. Và hiện tại thì Linh Hoa đang di chuyển trên cái cầu Tân Tạo. Trên cái tuyến đường tỉnh lộ 10 thì Linh Hoa có ít nhất khoảng tầm 15 căn nhà mặt tiền để quý khách có thể tham quan và lựa chọn. Nếu quý khách đi xem căn nhà này mà mình chưa ưng ý thì tiện thể mình tham quan luôn một số căn còn lại để chọn lựa cho mình một căn mặt tiền ưng ý theo ý của mình nhé. Tiện ích bán kính của khu vực này trong vòng 500m trở lại là gần chợ, trường, ngân hàng, siêu thị, bệnh viện. Cái căn nhà thuốc tây Duyên Hồng đó là căn nhà mà Linh Hoa sẽ giới thiệu đến quý khách. Với diện tích 4 và 40, sổ hồng riêng đầy đủ, mua ra công chứng liền trong ngày, giá là 8 tỷ mốt, nhà hướng tây. Cái vị trí ở phía trên đó là cái ngã ba Mũi Tàu của Trần Văn Dầu và tỉnh lộ 10. Và cái hướng này là mình đi về chỗ khu ngã ba ngã tư Nguyễn Củ Phú và tỉnh lộ 10. Quý khách tham quan căn nhà này vui lòng kết nối với Nhà Đất Linh Hoa. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Linh Hoa nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những cái video kế tiếp. Linh Hoa làm về những cái căn mặt tiền, vị trí đẹp, giá tốt, hồ sơ pháp lý rõ ràng để quý khách tiện tham khảo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.